hay là đang chữa? À, không khéo khả năng đang chữa ấy, bụng to to, bụng nó như này lứa đầu hay chữa bé lắm. Em thật tự nhiên này em không biết là chữa hay không, em không biết rồi. Em chia sẻ giúp anh với. Vâng, các bác tiếp tục chia sẻ like, nhấn like và chia sẻ video này cho mình cùng xem không nhá. Vâng, chia sẻ qua Zalo hay Facebook hay là các mạng xã hội khác cũng ok. Vâng, em xin cảm ơn các bác nhiều. Các bác đã like rất là nhiều rồi. Gọi lại cho thầy đấy. Vâng, các bác mà có nhu cầu liên hệ mua giúp thì có thể liên hệ số điện thoại 0986 298 092 hoặc số điện thoại 0972 386 270 các bác nhé. À, các bác mà chưa nghe rõ thì các bác có thể tua lại video một chút để các bác nghe lại nhé. Vâng. À, các bác mà thấy chất lượng hình ảnh mà chưa tốt ấy, thì các bác có thể ấn lại hình con ốc ở phía bên phải màn hình. À, vâng, và chọn chất lượng hình ảnh cao nhất nhé các bác nhé. Con về này bao nhiêu tiền cô? 2,5 triệu con. À, 2,5 triệu hai con. Hơn triệu một con ạ. Con này con được hay cái à? Con này con được. À, con này con được. Con cái. Con em về huyền đề kép chân sau các bác. Được, con này con cái. Cái vàng à? Cái vàng. À. Để mẹ nó để được 4 con mà. 2,5 triệu hai con. 2,5 triệu hai con, ông này đơn giản thì lấy rồi. À đây ạ. À. Thế là đúng 2 triệu bờ mấy? 2,5 triệu. À, 2 triệu rưỡi hai con. À. Đây một em chó trắng nhá, chó trắng xinh luôn. Đấy, trắng cái luôn. Đấy, trắng này đang có giá là 700 các bác ạ. Họ báo với cái giá là 700. Còn một em cọc vàng có giá là 1,2 triệu. Đấy, đây có tứ mục đây. Đấy, dòng tứ mục. Và đây có một em đen nữa. Đấy, xù vàng. Chó sù vàng đấy. Đấy. Chó giá rẻ đấy con này. Bao tiền một con loại này đây chị? 300 một con này. 300 một con à? 350 đây. À. 350 lấy không? Đâu con nào bác? 350. 250. À 250. À. À. Xem đây bác ạ. Đây một em sói này. Đấy. Sói tứ mục. Con này con cái được đấy. Cái à? Đấy, sói, mặt sói chưa? Đấy, mặt sói, tai dựng mặt sói luôn. Đấy, một em bò khoang các bác nhé. À, cái mặt này âm dương này. Đấy, hai mặt. Một mặt đen, một mặt trắng luôn nhé các bác nhé. Gọi là chó âm dương. Đây là gọi là chó đạo đây. Đấy, chó này cũng theo đạo âm dương. Đấy, đạo ngũ hành này. Đấy, một bên trắng và một bên đen. Đấy. Chào cô. À. Ngoan lắm các bác ạ. À. Này đốm lưỡi các bác nhé. Em này giật đinh cái. Chân cao này. Người nhí hiện chó lại luôn. Đấy. Bạn này có 4 mắt. Con này bao nhiêu tiền em? 1 triệu à? Đấy. Em này giá 1 triệu các bác nhé. Một em mặt sói. Như là chân cao này là chó lai luôn này này. Để em quay ra đây quay rõ cho các bác xem. Đấy. Đấy. Em này trạng khoảng 12 đến 13 kg. Chó non các bác. Đấy. Cái đầu vẫn chưa thay lông xong này. Đấy. Chắc tầm khoảng 6 7 tháng. Khoảng 5 6 tháng gì đấy. Đấy. Tầm đấy các bác. Vâng. 800 rồi. Cao quá rồi. Hôm qua đâu. 11 ký, 12 ký rồi cầu rồi. Hôm nay vì dịch thì chắc là... Một em quăng cả. Bây giờ là bạn này có giá, đang có giá là 1 triệu không nhá. Chân cao, rất là cao luôn này. Đấy. Chân cao người lại mặt sói. Đấy. Tức là người giống chó lại đấy các bác ạ. Đấy. Người rất cao, người dài, đuôi cũng dài luôn này. Nhìn đấy. Em đứng lên cho nó anh xem cái mặt này. Nó ôm nó, nhìn không rõ. Đây đây, đứng đứng sang này, để xem nào.